Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Thì hiện tại bây giờ là trời đang rất là chuyển mưa luôn nè các bạn ơi. Thì mình không biết là có quay kịp hay là không nữa các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ thử thả con diều bạch tuộc khí động học của mình hôm bữa mình làm các bạn. Đó thì do trời đang chuyển mưa nên gió rất là lớn các bạn. Cho nên mình đem cái con diều bạch tuộc khí động học hỏi mình làm mình ra mình thả thử cho các bạn xem nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bung con diều ra nha các bạn ơi. Đây, đây là các bạn. Đây đây là cái con diều mà hôm bữa mình làm nè các bạn ơi. Hả? Con diều bạch tuộc khí động học. Thì cái con này là mình làm 5 cái đuôi luôn nè các bạn ơi. Đó. Có 5 cái đuôi luôn, rất là dài luôn. Đây 5 cái đuôi đó rất là dài. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Đó. Đuôi rất là dài nè các bạn. Cái này cái đuôi mình làm dài tới 5 mét rồi nha các bạn ơi. Đó. Mình làm cái đuôi dài 5 mét luôn. Bữa nay trời gió lớn mình sẽ đem ra mình thả thử cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình thả luôn các bạn ơi. Tranh thủ thôi chứ giờ trời đang chuyển mưa các bạn. Không biết là nó bay được hay là không nữa các bạn. Bây giờ phải đợi gió. Lên nào. Đây là các bạn, đang chưa có gió các bạn ơi, đợi một tí có gió thì nó sẽ lên cao nha các bạn. Diều bạch tuộc này thì cần gió rất là lớn mới thả lên được các bạn ơi. Bay rất là đầm luôn các bạn. Mình chưa, nó chưa lên cao nữa mà mình đã biết nó bay đầm rồi các bạn ơi. Ok. Các bạn nhìn con bạch tuộc của mình nó nhúng nhìn như 3D vậy các bạn. Ok, bay rất là đầm luôn. Hiện tại trời đang mưa rất là lớn, trời đang chuyển mưa rất là ghê luôn các bạn ơi, đen thui chân này. Mà mình cố gắng mình ra đây mình quay cho các bạn xem. Đó. Đó các bạn, bay rất là đầm luôn. Mình sẽ mở gần cho các bạn dễ xem. À. Cái đuôi nó dài 5 mét nha các bạn, con này của mình làm đuôi dài 5 mét. Ok các bạn ơi, thì vừa mới được một cơn gió mạnh con diều của mình lên luôn rồi các bạn ơi. Đó, rất là đầm luôn nha các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục thả dây ra luôn nha. Đó, để hồi mà có trời mưa mình sẽ cho con diều mình tắm mưa luôn. Đây, bay rất là đầm luôn nha. Đó, đứng yên một chỗ luôn nha các bạn ơi. Đó, bạn nào mà muốn làm con diều bạch tuộc khí động học thì các bạn cứ xem clip của mình rồi các bạn làm theo nha. Bay rất là đầm và rất là ok luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ mở gần cho các bạn xem. Đó, con diều của mình các bạn thấy bay ok chưa? Bay rất là đầm luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ mở gần lại. Wow, nhìn rất là ok luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thả dây ra thêm các bạn ơi. Đó, con diều mình bay rất là đầm luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ thả dây ra thêm. Mà nếu một hồi mà trời mà có mưa mình quán không kịp thì mình sẽ bỏ con diều luôn nha. Đó, thì mình xin lỗi bạn Gen Vlog trước nha bạn. Đó, thì do trời mưa chứ không phải là do mình đâu bạn ơi. Do trời mưa mình không thể nào mình quán con diều kịp cho nên mình phải bỏ thôi bạn. Bạn đừng có trách mình nha. Đó, con diều bay rất là đầm luôn nha bạn. Để mình mở gần thêm tí nữa cho bạn xem cái con diều của mình. Đấy. Đây bạn Gen Vlog ơi, con diều của mình bay gì ok không bạn? Để mình mở bự ra, đó, đó. Ok chưa bạn ơi? Đấy. Con diều của mình làm mà bạn Gen Vlog không tin là nó bay đầm các bạn ơi, cho nên mình phải quay như thế này cho bạn Gen Vlog nhìn gõ con mắt một tí. Để không bạn ấy nói diều bay không có đầm. Ok. Ok các bạn ơi, rớt hồn rồi các bạn ơi. Mình sẽ quấn lại nha. Ok. Rớt hồn nhiều rồi các bạn ơi. Mưa rồi.
quá trời nặng luôn các bạn, rất là nặng, một mình quấn rất là lâu các bạn ơi, trời rớt hộp rồi. Mình sẽ cố gắng quấn con diều này xuống để kịp trời mưa để mình tặng cho bạn Gen Vlog. Để em thôi bạn Gen Vlog đó mình thất hứa nữa bạn ơi. À, công nhận con diều bạch tuộc này nó đậm ghê luôn các bạn. Ok, nếu như mà cái video này mà được nhiều bạn ủng hộ thì hôm sau mình sẽ làm cho các bạn xem cái con diều cá heo, diều cá heo khí động học luôn nha. Đó, thì hiện tại bây giờ là trên mạng có một con diều người ta bán con diều cá heo khí động học đó các bạn. Đó, thì nếu như mà con diều, nếu như mà cái video này được nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ làm con diều cá heo khí động học cho các bạn xem. Con diều bạch tuộc bay rất là đồng luôn. Ok, thì hiện tại bây giờ trời đã rớt hột mưa lâm râm rồi các bạn ơi. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Nếu như mà các bạn xem mà thấy video thú vị thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Để hôm khác mình sẽ làm con diều khí động học khác nữa cho các bạn xem. Ở thì con diều bạch tuộc này thì của mình đã làm thành công rồi nha các bạn. Bay rất là đồng rồi, rất là ok luôn. Đó, thì bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nha. Bye.